Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 111, hé lộ vị tướng cao ngạo và tàn ác nhất Liên Quân. Khi nhắc đến hai từ tàn ác, mọi người đều nghĩ ngay đến những vị tướng sa đọa của vực hỗn mang như Volcat, Malok hay thậm chí là Vera. Thế nhưng theo cốt truyện chính thì Vô Hoàng Kim Diêu Đu mới chính là kẻ tàn ác nhất Liên Quân, được sinh ra trong một gia đình giàu có nhất thành Bạch Xích thuộc vương quốc Norman. Thậm chí chỉ vì tiền tài mà hắn đã mở những sòng bạc lớn để thu hút người dân nhẹ dạ, và khi họ thua bạc thì đến cả tính mạng của họ cũng bị hắn mang ra giao bán. Chỉ vì ham muốn quyền lực mà Diêu Đu đã bức tử công tước thành Bạch Xích để hắn trở thành người kiểm soát tòa thành. Nhưng đối với hắn thế là chưa đủ, Diêu Đu đã tiếp xúc với Tháp Quang Minh, lợi dụng quyền lực là một trưởng giáo đình trung ương. Diêu Đu đã bức ép vị tướng Ta Ara vào bước đường cùng, khiến cả bộ tộc của cô bị lưu đày và bị giết. Những chuyện ác mà Tháp Quang Minh gây ra 10 phần thì hết 7 phần là đều do Diêu Đu sai khiến và kích động. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 112, câu chuyện bất hạnh của vị tướng Bizan trong Liên Quân Mobi. Tổ tiên của Bizan là tộc thú nhân di cư từ rừng nguyên sinh đến đế quốc Helios hơn 100 năm về trước. Bộ tộc du mục này đã đi theo lời tiên tri của thần linh thời gian và đến định cư tại thần địa Thụy Miên. Từ khi sinh ra, anh chàng đã mang trong mình sức mạnh tâm linh. Chính vì điều này, anh đã được chọn làm ứng cử viên cho vị trí nhà tiên tri tương lai của thần địa Thụy Miên, và cũng vì lý do này đã khiến anh rơi vào tình thế khó xử với người bạn thân của mình là Tiểu Ba, một người vẫn luôn muốn trở thành nhà tiên tri của thần địa Thụy Miên. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, khi nhà tiên tri tiền nhiệm qua đời, ông đã chỉ định truyền lại chức vụ này cho Bizan, không muốn bị trói buộc và đối mặt trực tiếp với người bạn thân, vì anh nghĩ rằng mình đã cướp đi ước mơ của Tiểu Ba. Bizan đã chọn cách trốn thoát khỏi thần địa. Mặc dù đã nhiều năm rong ruổi trên đế quốc Helios, nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy mắc nợ quê hương và người anh em tốt Tiểu Ba. Dần dần điều này đã trở thành nỗi đau trong tâm trí anh, khi muốn về mà không dám trở về. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 113, câu chuyện đau lòng của nữ vương tinh linh Theo Anus, được xem là người kế thừa duy nhất của cổ tinh linh vương Elenil. Chỉ vì mang trong mình dòng máu cao quý mà Theo Anus, từ nhỏ cô đã phải tiếp nhận sự huấn luyện khắc nghiệt chính thống của tinh linh vương tộc. Ngoài ra, cô không được lựa chọn những điều mà bản thân yêu thích, đến cả kết bạn với những tinh linh khác cô cũng không được phép, và người bạn duy nhất mà cô có chính là phụ thân Elenil, hoàng đế tinh linh cao quý. Thế nhưng bất hạnh nối tiếp bất hạnh, người thân duy nhất của cô, vua Elenil, trong một trận chiến đã không may bị chấn thương và qua đời. Trước khi ra đi, ông đã giao lại hỗn độn trầm tinh cung và đem tương lai của cả khu rừng ủy thác cho nàng. Vào lúc Theo Anus nhậm chức kế vị ngôi tinh linh nữ vương, cũng chính là lúc thần ma đại chiến lần thứ nhất nổ ra. Dù đã giành chiến thắng, nhưng cuộc chiến này đã khiến cho rừng nguyên sinh ngập tràn trong biển máu. Có thể nói Theo Anus là vị tướng có cốt truyện đau lòng nhất trong Liên Quân. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 114, Butterfly mất tích không rõ lý do. Trong đoạn phim giới thiệu của Garena Liên Quân Mobi, có tất cả 7 vị tướng xuất hiện, gồm Zephy, Raz, Malok, Prissy, Murat, Van Hai, Irie và Batman. Thế nhưng sự thật thì có tới 8 vị tướng. Cụ thể thì đoạn phim mở đầu có tới 2 phiên bản khác nhau. Một phiên bản Van Hai xuất hiện cùng Butterfly và một phiên bản không có cô nàng sát thủ. Nhiều người nói rằng việc bỏ đi sự xuất hiện của cô nàng là bởi Butterfly được làm mới ngoại hình. Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng sự thật thì phiên bản không có Butterfly được ra mắt từ khá lâu trước khi cô nàng này thay đổi thiết kế. Điều này đã làm lộ lên nhiều nghi vấn liệu nhà phát hành game từng suy nghĩ đến việc loại bỏ vị tướng này, nhưng đến giờ đây vẫn chỉ là giả thuyết. Và lý do tại sao Butterfly mất tích không rõ lý do vẫn còn là một bí ẩn. Bạn nào biết được nguyên nhân thật sự thì để lại ý kiến ở phần comment nhé. Sự thật bí ẩn trong Liên Quân mà các bạn chưa biết đến phần 115, hé lộ vị tướng mang trong mình dòng máu thuần chủng của sự tà ác. Phần lớn những vị tướng tại vực hỗn mang như Malok, Volcat, Vera, Ta Ara đều bị áp bức bất công mà bị sa ngã. Thế nhưng tâm hồn của họ đều vì lý tưởng công bằng mới tạo dựng nên thế lực này để đấu tranh. Nhưng ít ai biết rằng có một vị tướng khi sinh ra là đã dành cho sự tà ác và hỗn loạn tại vực hỗn mang, đó chính là Scourge. Hắn là sáng chế tự hào nhất của Morgana, được sinh ra với 100% dòng máu ác quỷ luôn sôi sục sự phẫn nộ. Không chỉ sở hữu sức mạnh to lớn, mà Scourge còn luôn khao khát tàn sát tất cả mọi sinh linh, được mệnh danh là cỗ máy nghiền thịt, khi mà hầu hết nạn nhân dưới tay của hắn đều bị nát như tương. Trong trận chiến tại cơ giới thành, Scourge đã khiến cả lục địa Athernor kinh sợ trước tội ác mà hắn gây ra. Chỉ một mình đã quét sạch lực lượng phòng ngự của tòa thành, toàn bộ dân chúng tại đây đều bị sát hại một cách dã man. Tuy sở hữu sức mạnh cùng bản tính cuồng bạo, nhưng Scourge lại rất nghe lời Morgana. Thậm chí hắn từng tuyên bố nếu kẻ nào dám gây hại cho tên hề ma quái này thì cho dù là chúa tể hắc ám Volcat sống lại, hắn cũng đấm cho vỡ mồm.